L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 L 1 2 6. E. Hello, 500 anh em. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Minh Anh Audio nha. Vì hôm nay có anh khách anh đặt lại cái bàn mixer Bosa DS77 này, mixer mini nè. Họ anh có mua một cái rồi, về xài anh thấy ok quá. Xong rồi bữa nay liên hệ đặt mình thêm một cái nữa, yêu cầu mình giao. Thì trước khi giao là như thường lệ là mình sẽ test đồ cho khách. Đây là cái bàn mixer Bosa DS77. Mình giới thiệu sơ lại cho anh em nha, nhiều anh em không chưa xem thì không biết. Bàn mini này nó có tích hợp micro không dây. Này mình đang tháo ra mình test cho khách nè. Nó có tích hợp một cặp mic không dây như thế này. Đó, trong đây là mixer liền với lại bộ đầu thu micro luôn. Cái này là cuốn user guide, cuốn catalog giới thiệu. Đó. Bộ này thì tích hợp mic không dây đây. Rất là đẹp luôn. Cái cũ đầu mic này cũng rất ok lắm anh em. Cũ này thì kiểu như cũ của mic Shure UG9 hay là mã đó nè. Đó. Tiếng rất là ok luôn, đặc biệt là bàn này nó có effect khá hay nữa. Effect của bàn này giống như kiểu như hiệu ứng của cái bàn Alan Seed mà... Đúng rồi, hiệu ứng của cái con bàn Mixer Mini của Alan Seed. Effect của bàn đó tiếng khá là hay. Ở đây nó có 16 cái chương trình hiệu ứng, để mình xem gần nha. Đây 16 chương trình hiệu ứng thì trong đây nó sẽ có là bên reverb nó có từ kênh số 1 cho tới kênh số 5. Rồi tiếng delay thì nó có từ số 6 tới 16. Nói chung cái này là nó sẽ thiết lập sẵn, nhưng mà nó sẽ cho phép mình can thiệp được. Ví dụ như là cái phần echo tổng của từng line nè. Đây là nút FX để mình chỉnh hiệu ứng ít hay nhiều. Rồi hai cái phần này nó cho phép mình. Đây là cái nút này nút FX tổng nè. Nút này đường echo tổng. Bên đây thì là cái phần này là cái phần giống như cái đuôi gì đó. Cái đuôi của echo hoặc cái đuôi cái reverb. Nếu như mình chọn chương trình ở trên này. Đó, rồi mình setup mình chỉnh ở đây. Thì giờ mình sẽ thử cho anh em coi luôn. Bàn này có 5 line mic bằng mono. 5 line mic mono với lại là đường 6 ly thì nó có là 1 2 3 4 5 6 7, 7 đường 6 ly. Nên nó có đường một đường stereo để cắm nhạc nè. Đó, mấy cái đường này đường mono. Cái line micro nó sẽ nằm ở cái line số 5 này, nó có cái nút nhấn để on off micro. Mình nhấn như này thì mình sẽ sử dụng cái micro tích hợp đi theo nó, sử dụng cái bộ mic này. Nhấn đây, còn nếu như mình không xài, mình sử dụng line như bình thường thì mình nhả ra. Thì mình sẽ có một cái bàn mixer độc lập bình thường. Đó. Bàn này rất là đơn giản, dễ sử dụng. Giờ mình sẽ cắm test thử luôn. Đây. Test trước khi giao. Mình lấy một cái tay mic này, mình bỏ pin vô mình thử luôn nè. Yeah, sắp hết pin rồi. Sắp hết pin rồi anh em ơi, cái pin mới. Cái bàn này cái đầu nó sử dụng output là cái ngõ 6 ly, nó không có sử dụng Canon như mấy cái bàn mixer khác nha anh em. 6 ly cho nên là mình phải sử dụng cái đầu jack này nè. Ra 6 ly mình cắm hai cái đường main out nè. Led right, hai đường led right này. Nó ra hai dây như này mình cắm ra. Thì ở đây mình đấu nối ra nối tiếp lên cái sợi dây Canon để mình test qua cái main. Dây Canon nè. Đó, đấu qua như này thì mình sẽ lấy tín hiệu ra cái ra cho Canon mới đánh hát trên main này mới được. Mình cắm adapter nguồn vô nè. Adapter nguồn. Đây mình sẽ cắm vô đây. Mình nhấn sẵn phantom sáng tùm lum vậy. Echo. Ok.
Ok, cái này là mic tích hợp trong đây có sẵn, nhưng mình thử tiếng coi. Lô, lô, 1, 2. Lô, lô, ê, lô. Để con tắt lên chứ. Lô, lô, 1, 2, lô, lô, 1, 2, lô, ê, ê, lô. Âu ít, lô, 1, 2, lô. Hê hê hê, 1, 2, 1, 2. Có tín hiệu rồi, giờ mở main lên. Mình chỉnh sẵn echo với điều vật cho khách luôn. Mình phải bật. Đang mở cái lọc nguồn lên nha. Main lên rồi nè. Qua mixer mình chỉnh. Bàn này nói chung là hay nhất là nó nằm ở cái kênh mình set thường là kênh số 5. Số 5 là tiếng rất là hay. Mình dặn qua kênh số 5 nè. 1 2. Kênh số 5 này là ưu tiên reverb xong rồi mới tới chút xíu delay. Thì anh em nghe tiếng đó ha. Anh đang thử nè. Echo này mình chỉnh khoảng hơn 12 giờ một chút. Echo tổng này khoảng 1 giờ. Lên 1, 2. Này là cái đuôi nè. Cái đuôi của echo, cái đuôi tổng của echo. Thì mình canh sao vừa ý mình thôi. L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, lên 1, 2, 6. E 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Mình phải chỉnh nó một chút. Lên xíu chép, giảm miếng chung với lại tăng miếng bass là ok. 2 mic. Này tần số chung luôn. Này đường lâu nè. Lên 1 2 e e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếng rất là ok. Thế này đang sử dụng cái kênh effect số 5 là reverb mới tới delay. Reverb delay. Rồi, mình sẽ thử cái kênh delay nè, cho anh em thử luôn nè. Delay thì mình xài khoảng trong cái tầm là kênh số 6, số 7, số 8. 6 thì nó hơi nhanh, xài cho mấy cái thể loại nhạc tăng thôi. Số 7 thì nó chậm rồi. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 2. Khi mình qua con số 8 thì nó chậm. Lên 1, 2. Echo kiểu cái gì? Nhạc sống kiểu kéo miền Tây nè. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 6, 7, 1, 2. Mình nhớ thường xét cho khách là kênh số 5 thôi. Năm là tiếng cái gì rất là hay. Cái này karaoke gia đình hoặc là hát hát kẹo kéo, đi show kẹo kéo mini hoặc là hát live stream bằng cái bàn mixer này tiếng rất là ngon luôn. Nó có tích hợp sẵn Bluetooth để phát nhạc nè. Bluetooth rồi nó có USB này kia rồi luôn, rất là tiện, nhỏ gọn, tích hợp mixer. Bàn này là thương hiệu của Bosa DS77, hàng chính hãng. Bên mình đang bán giá là 3.8 một cái, mình bảo hành 1 năm nha anh em. 3.8 một cái mới nguyên hộp, mà bảo hành chính hãng của Bosa là 1 năm. Rồi ok, giờ mình sẽ đóng lại đi giao hàng cho khách. Ok, tắt men. Tắt lọc nguồn. Tắt mixer. Rồi vừa lại. Thì nói chung là cái bàn mixer này á là nó mục đích nó là nó thiết kế dạng nhỏ gọn, nhưng mà chất lượng của nó thì rất chi là ok, nó hay hơn nhiều so với nhiều cái loại bàn mixer khác có trên thị trường. Nó về cái chất âm của nó như là về tính năng của nó cũng khá là vượt trội. Nhất là mixer nhỏ gọn có tích hợp
micro không dây đi kèm thôi luôn, mình không cần phải mua thêm cái bộ Migo G ở ngoài. Mà tiếng con này cũng rất là ok, rất là hay, tiếng sạch trong đàng hoàng đó. Rồi có tích hợp USB, có tích hợp Bluetooth đó. Nhiều tính năng thì rất là tiện cho mình, mình xài mình có thể là sử dụng là hát karaoke gia đình, mình thu âm đơn giản, hoặc là mình làm mấy cái show âm thanh sự kiện nhỏ nhỏ thôi, kẹo kéo mấy cái tiệc nhỏ thì cái bàn này sử dụng ok nha anh em, đủ like cho mình xài luôn ha. Nó có 5 like mono để mình cắm mic nè, rồi nó có like đường 6 ly nhỏ stereo này kia, AUX có luôn nha, bàn này có hỗ trợ một đường AUX luôn đó, thì rất là tiện cho mình. Ok, giờ mình ghi cái biên nhận bán lẻ cho khách kia này. Này, khách mua lẻ mình ghi cái hóa đơn để có ghi thông tin mua hàng với bảo hành cho khách. Bữa nay là ngày 2 tháng 6, bảo hành 06/2019, để mình sẽ bảo hành tới là 06 là 2020 nè. Sao hình thức cái này là giao hàng thu tiền nha anh em, giao hàng thu tiền. Và cái này mình hỗ trợ giao hàng miễn phí các quận nội thành, mình giao tới nơi, mình giao máy tới nơi xong rồi mình khách nhận máy kiểm tra rồi mình thu tiền tại chỗ luôn. Trong nội thành này cũng không có cọc kẹt gì hết. Dù khách quen của mình, cái khách hàng mà người ta mua đồ là người ta nói chuyện với mình, người ta gọi người ta hỏi mình là mình biết người ta có mua hay không à. Chứ còn mấy khách mà dạng cà kê này kia, hỏi cho có, hỏi cho vui này kia, rồi kiểu dạng muốn quăng bom là nói một hai câu đầu thôi là mình nghe là mình biết được là như thế nào anh em. 3.800.000, khách nào mua hàng là người ta mua hàng là người ta nói mình biết liền. Nên là mấy khách hàng này người ta yêu cầu mình giao hàng là mình giao vô tư, không có gì hết á, giao bình thường ngon lành. Ok, mình sẽ xé cái hóa đơn. Gần hết sổ rồi. Mấy cái tờ cuối sổ này nó hay dính. Mấy tờ cuối sổ này khó ghi bà cố. Ok, xong. Đơn này mình trời ơi, xíu nữa ghét hóa đơn. Để trong thùng luôn cho nó gọn anh em. Đây luôn. Khi đi giao hàng là phải làm chuyện ấy. Chuyện ấy là chuyện này nè, chứ làm chuyện gì giờ. Làm chuyện ấy xong giờ đi giao hàng anh em ơi. Đây. Ok anh em, giờ đi giao. Lên đường. Này là cái thứ mấy ta? Thứ tư trong ngày. Cái thứ tư nha anh em. Đây. Đây. Nói chung là cái dây vàng bỏ ngoài tự nhiên mở cốp làm gì trời. Bây giờ là toàn bộ khách hàng, là phần lớn của mình là đều được đến từ online hết. Mình bán những cái gì ra cho khách hàng sử dụng cái này cái kia thì mình đều có clip đăng lên trên mạng hết, cho khách hàng xem tham khảo trước. Sản phẩm của mình bên mình nó như thế nào này kia thì người ta thấy ok người ta mới tới mới mua, hoặc là người ta đặt hàng từ xa rồi mình sẽ đi ship. Đây. Ok, lên đường. Woo. Bây giờ sẽ chạy qua tới bên quận 3. Giao hàng cho khách ở quận 3, ở khu đó là khu chợ Bàn Cờ đó anh em. Trời ơi, mới vừa mưa xong một đám nè, mà đám này nhỏ chứ không có lớn.
chung cũng đổ ướt đất ướt lộ à, nhưng mà bây giờ ông Ngân rồi nắng lên là nó lên hơi. Nó lên nó hơi như này mình chạy đi mà hỏi hơi đất dễ bệnh lắm. Tranh thủ chạy riết về. Anh em ơi, tới khu thực là ra rồi. Mưa xong nắng rồi, lên hơi nóng chịu nổi anh em ơi, nóng kinh khủng. Vô được cái tuyến đường có mấy cái hàng cây này nó mát đã ghê anh em. Mát lạnh rồi. Tuyến đường nào mà của Sài Gòn mà nó cũng có cây như thế này thì ok biết nhiều nói. Mấy đường kia nắng không à, nãy mưa có mấy hột xong mà nắng lên mà mình chạy là rát da luôn. Mà nói chung bây giờ ngày nào cũng phải đi vậy luôn. Tới cái clip này bữa nay là giao với bao nhiêu cục rồi mà vẫn chưa tuyển được nhân viên nào anh em ơi. Vẫn còn đi giao hàng mình nè. Đi ngang qua nguyên một cái vàng giao thông rồi áo vàng áo xanh gì cả đóng hết trơn chứ thấy nó nhìn tưởng nó bắt mình không chứ cái đèn xanh mình mới chạy mà đâu có vi phạm gì đâu chơi mấy ảnh dòm quá trời dòm trời ơi chú đó ông đẩy cái xe bò đó lót nướng đi ngang thơm khủng khiếp giao hàng mà đói bụng kiểu này là một sự tội lỗi thật là nặng nề. Mùi thơm khó cưỡng anh em bò đó lót. À, bây giờ mình vô tới cái đường Bàn Cờ rồi chạy xuống đây rồi mình phải chạy xuống tới chạy ra tới Bàn Cờ với lại đường như Nguyễn Đình Chiểu á để kiếm cái hẻm này quẹo vô. Bữa mình nghe anh nói như hẻm 491 luôn thì phải. Ờ à, như đúng rồi anh em ơi. Chính xác luôn, hay quá. Có anh Phùng rồi đúng rồi nè. Wow. Ok tới nơi rồi. Giờ mình sẽ điện cho anh ra lấy anh Dũng thì phải, đúng rồi anh Dũng. Ra lấy hàng. Alo, dạ em tới anh Dũng ơi. Dạ dạ dạ. Ok, mình gọi cho anh Dũng xong rồi, chờ anh Dũng ra lấy thôi. Đây bản sơ của mình đây, nhìn nè. Mình tháo mũ qua cho anh kiểm tra nha.
Ngày nãy em sợ mưa cái em phải quấn mũ kỹ lại cho anh. Kể đi. Dạ. Hết luôn ha. Trong này em có để cái hóa đơn bán lẻ trong đây nha. Rồi, có ghi ngày bảo hành. Rồi, cho em xin 1 2 3 4 đem thôi tiền. Lính em nó nghỉ rồi em chạy miết luôn. Đang tiễn lợi con đứa nữa mà. Giảm luôn, đấu giá với tụi mấy cái trang sen đỏ đâu. Quen mà đại lý bên Ôi Sa bán đổ Ôi Sa không ạ. Cảm ơn anh Dũng nha. Ok anh em anh lấy rồi. Anh kêu mình phải đao giá xuống có kêu bằng số chỗ nào ở trên sen đỏ nó bán giá thấp hơn. Nói chung là mình không có ke mấy người bán ở trên đó anh em. Đa phần mấy người trên đó là họ bán kiểu như là họ bán họ dạng cạnh tranh giá này nọ bán là không có giao hàng mà kiểu như nó liên kết qua trang sen đỏ xài mấy dịch vụ cho nó đó mình không có dùng. Nhưng mà không biết nó bán hàng phải hàng giống như anh mình hay không hay là cái bàn hàng loại khác không biết, cái dù hàng đặt hàng OEM gì các kiểu á. Mấy cái đó thì mình không có quan tâm cho nên mình cũng không có nói nữa. Nên mình bán mình hỗ trợ kỹ thuật sử dụng là kim giao hàng bảo hành cho khách này kia các kiểu hết luôn. Khách cần xuất bộ là khách điện mình hỗ trợ luôn. Chứ còn mấy chỗ như trên đó là nó chỉ bán thôi, chứ nhiều khi mình điện lại mình cần nó xúc bọt không cho sử dụng, nhiều khi nó bán không chứ nó còn không biết nữa, nó đâu có hỗ trợ cho mình cái này cái kia đâu. Còn mình bán rồi có xúc bọt này kia khác, mình chuyên môn mà nó khác chứ, ai cũng làm nuôi vợ nuôi con hết mà anh em, cho nên mình phải có cái phí chứ, nếu như mình làm không thì sao mình làm nổi. Thầy xanh rồi coi đi coi. Bà mẹ mày nói chuyện đèn xanh mà không hay luôn, mình với cô đó đứng quậy. Giờ mình thấy đèn xanh nó giọt đi rồi. Nói chung là mình đã giao hàng xong cái bàn mixer mini liền với lại micro Bosa DF77 cho khách hàng xong. Thì nói chung anh em theo dõi kênh của mình, thấy video clip mà hay thì hãy nhấn like, share, nhấn chuông ủng hộ kênh mình. Anh em nào có mua hàng thì liên hệ số điện thoại mình đã có đó hen, 0938641445. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha.